Giữa những năm 1970, nạn nghèo đói phổ biến khắp đất nước Bangladesh ở Nam Á. Các đối tượng cho vay nặng lãi đã lợi dụng cơ hội chèn ép những người dân muốn khởi sự hoạt động kinh doanh nhỏ. Khảo sát tại một ngôi làng, Muhammad Yunus, tiến sĩ ngành kinh tế học, trường đại học Vanderbilt, Mỹ, đếm được có 42 người, chỉ cần 27 đô la Mỹ là có thể thoát nghèo. Từ đó, ông thành lập ngân hàng Grameen. Khác với ngân hàng truyền thống, các hoạt động tín dụng của Grameen Bank không yêu cầu thế chấp và chủ yếu phục vụ người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo. Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng Grameen đã cung cấp các khoản vay cho người nghèo với tổng giá trị đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2006, Muhammad Yunus được trao giải Nobel Hòa Bình. Đó là mô hình doanh nghiệp xã hội tiêu biểu trên thế giới. Tại Việt Nam, Trung tâm Cô Tô là một mô hình doanh nghiệp xã hội tiêu biểu và khá thành công. Trung tâm này thu nhận trẻ em đường phố khắp mọi miền đất nước, tập trung về dưới một mái nhà. Tại đây, các em được đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, được trang bị các kỹ năng nghe nói tiếng Anh, khả năng giao tiếp và kỹ năng sống. Từ những cô bé, cậu bé có hoàn cảnh khó khăn, nhút nhát và chưa có định hướng cho tương lai. Sau 2 năm học tập tại Cô Tô, các em có thể tự tin bước vào đời. Ở Cô Tô, vì cái đối tượng của chúng tôi rất là khó khăn, thiệt thòi. Đa phần các em không những nghèo, có thể mất bố, mất mẹ. Bên cạnh đó có những em thì học vấn rất là thấp. Vì vậy chúng tôi rất là chú trọng các kỹ năng thực hành. Đồng thời kỹ năng sống ở Cô Tô chúng tôi rất là chú trọng. Bởi vì trẻ đến với chúng tôi, các em luôn luôn cần sự động viên. Và luôn luôn có người nhắc các em rằng là dù các em là ai thì các em cũng nên luôn tự hào về bản thân của mình. Trước thực trạng rác thải làng nghề ngày càng gây ô nhiễm môi trường sống của làng quê Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội, ông Nguyễn Phi Sinh đã tổ chức thu gom rác thải và nghiên cứu chế biến thành phân hữu cơ, nhiên liệu sinh học. Việc làm này của ông đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, đồng thời tạo sản phẩm bán ra thị trường, có thể thu lợi nhuận phát triển kinh tế. Mô hình này có thể nhân rộng và phát triển ở nhiều làng nghề trên đất nước ta trong tương lai. Cái rác thải của làng nghề tôi, đặc tính của nó là chất thải hữu cơ, từ bã của củ sắn, củ rong. Đấy, người ta lấy hết tinh bột, còn đâu cái bã đó là thải hết ra môi trường. Và cái tình trạng môi trường hiện nay, cái bã đó là các cấp chính quyền là bó tay. Mà số lượng nó ra rất là lớn, rất là lớn. Và cái đó thì làm phân bón thì rất tốt. Thì tôi tận dụng cái phế thải đó. Đấy, không thể để nó bỏ đi được. Đối với người khác là chất thải, đối với tôi là tài nguyên. Cho nên là làm sao để giải quyết càng sớm càng tốt cái chất thải của làng nghề, biến nó thành cái chất có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng từ năm 2009 đến nay thường xuyên mở các chương trình tìm kiếm và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội với những dự án phục vụ cộng đồng khả thi nhất. Trong những năm qua, trung tâm đã tìm kiếm và hỗ trợ đầu tư cho nhiều doanh nghiệp xã hội với mong muốn ngày càng có nhiều doanh nhân hướng mục đích kinh doanh sang hỗ trợ lợi ích cộng đồng. Từ các chương trình tìm kiếm này, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng đã hỗ trợ và nâng bước cho nhiều dự án của các doanh nghiệp xã hội để những đơn vị này ngày càng phục vụ cộng đồng một cách đông đảo và tích cực hơn. Doanh nghiệp xã hội là những doanh nghiệp có cách tiếp cận sáng tạo, có định hướng thị trường để giải quyết những nguyên nhân cơ bản của các vấn đề xã hội, môi trường gay gắt nhất. Từ đó, tạo ra những sự thay đổi có hệ thống và đưa ra những giải pháp phát triển bền vững. Một trong những chiến lược để phát triển cái lĩnh vực về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đó là mình có cái việc là bồi dưỡng và nâng cao năng lực cũng như là nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp xã hội đi mang tính chất tiên phong, để mà từ đó thông qua những cái tấm gương điển hình của các doanh nghiệp xã hội này mà chúng ta có được nhiều, mọi người được biết đến nhiều hơn đến mô hình phát triển doanh nghiệp xã hội cũng như là có thể tham gia vào cái lực lượng phong trào này. Chính vì vậy mà một trong những hoạt động quan trọng của CCS trong thời gian vừa qua là chúng tôi mong muốn được phát hiện và từ đó để mà hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp xã hội cũng như các doanh nhân xã hội để các anh các chị đó có thể hiện thực hóa được những ý tưởng sáng tạo. Một vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp xã hội là làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và việc phục vụ cộng đồng. Đây là một trong những thách thức lớn của các doanh nghiệp xã hội hiện nay và mỗi doanh nghiệp phải tự tìm cho mình lối đi riêng. Quay trở lại trung tâm Cô Tô, không dừng lại ở việc đào tạo nghề cho trẻ em đường phố, Cô Tô còn mở ra hệ thống nhà hàng, khách sạn để các em thực hành các kỹ năng đã học. Đồng thời, lợi nhuận thu được từ nhà hàng sẽ được đầu tư quay trở lại
và việc cải tiến cơ sở vật chất cho trung tâm và nâng cao đời sống cho chính các em. Những cái doanh nghiệp xã hội thành công, họ phải tìm được một cái điểm cân bằng và xác định rõ cái điểm cân bằng giữa mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế của hay mục tiêu môi trường của cái doanh nghiệp đó là cái gì. Điểm cân bằng này nó có thể khác nhau cho các doanh nghiệp, nó tùy vào từng mức độ phát triển, từng cái lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì người ta đều phải tính làm sao một cái cân bằng ở cả ba cái chân kiềng là kinh tế, xã hội và môi trường, để mà không vì quá thiên lệch vào một mục tiêu nào mà những cái mục tiêu kia bị bỏ rơi, và như vậy thì nó sẽ doanh nghiệp nó không thể nào nó phát triển được một cách trọn vẹn. Doanh nghiệp xã hội, một mô hình mới, khái niệm mới nhưng lại đang đạt được những hiệu quả xã hội nhất định. Khi đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường, thì sự chung tay của các doanh nghiệp xã hội là rất thiết thực và cần được nhân rộng hơn nữa.